Rồi, chào các bạn, mình là Vũ Hoàng Phúc từ happyforsoft.com. Như các bạn đang thấy trên hình đó, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta ghép một cái hình vui vui như thế này cho bạn bè, cho người thân, cho chính bản thân mình hoặc là kiểu thế, vui vui thôi ha. Rồi, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì quên kéo xuống xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký và nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ video nào mình ra trong tương lai nhé. Và những cái hình để ghép á, mình có cái link để ngay phía dưới phần comment hoặc là phần description, phần mô tả ngay phía dưới video có một cái link. Các bạn click vô đó ha, thì nó sẽ đưa các bạn ra cái chỗ link Google Drive, các bạn tải về từng cái thôi ha. Rồi, như thế này thì mình làm khá là đơn giản thôi, những cái hình này thì cũng không có gì gọi là phức tạp. Ở đây mình sẽ sử dụng hình của thằng bạn mình, thằng Bảo Hưng, tên rất là Bảo Hưng. Thì thằng bạn mình ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ trong video này, mình làm rất là đơn giản thôi, là chúng ta sẽ kiểm soát được cái chọn vùng và layer, nói chung là những cái công cụ khá là cơ bản thôi ha. Mình sẽ sử dụng đầu tiên là công cụ Quick Selection Tool để mà mình lấy cái gì rồi, lấy cái vùng chọn, là lấy cái đầu á, mình sẽ ghép đầu vô. Ở đây các bạn để thấy những cái phần mà mình ghép này đó, thì ở đây tùy các bạn chọn cái style nào thôi, ví dụ cháu gì đấy, cháu lớn rồi gấp 3 thì lấy Happy New Year 2020 như năm nay đó. Đây là ghép đầu kiểu thế, ghép exciter với anh chó kiểu thế đó, thì anh em có thể ghép như cái hình này là mình chọn này, như tay cầm thịt heo đúng trend, nhưng bây giờ thịt heo thì hình như là cũng đã về ra đúng rồi, cho nên là không còn vấn đề gì nhiều, hơi mắc tí thôi. Rồi, đại khái thế, mình sẽ sử dụng cái stock này ha, thì anh em tải link ở dưới. Rồi, và đây một cái hình một thằng bạn mình, nó cũng không có gọi là chất lượng cao quá thì không sao cả. Mình sẽ sử dụng công cụ là Quick Selection Tool, mình sẽ click chọn vào cái đầu đó, các bạn sẽ cứ click chọn thôi, ví dụ như là đây thì nó hơi thừa ra tí kẻ nào. Rồi đó, ví dụ như vậy đi ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ sử dụng một công cụ nữa, có thể là lasso tool đi, lasso tool cho dễ. Các bạn sẽ chọn cái zoom này, các bạn zoom vào để chúng ta bỏ những cái phần mà lấy nét thừa đi ha. Đây, các bạn sẽ chọn vào cái lasso tool nhé, các bạn đè phím alt phím alt ở trên bàn phím ạ, ngay bên cạnh phím control đó, click đè ha, click đè nhá, để nó ra cái phím dấu trừ này, các bạn thấy dấu trừ không? Đó, rồi dấu trừ này. Các bạn click đó và bôi. Và chúng ta lấy bỏ cái phần bên ngoài đi, bởi vì mình đã muốn cái vùng ở trong này, đó là cái đường kiến bò này, các bạn thấy không? Mình sẽ chỉ lấy những cái chi tiết là những cái mặt ở trong cái này thôi, chỉ còn ở ngoài thì mình không lấy. Đó, kiểu thế. Rồi, tiếp thôi. Rồi ở đây ví dụ mình cảm thấy như vậy là khá là ổn, hoặc là như đây các bạn mình muốn lấy thêm đi, ví dụ như là các bạn bị xén vào cái tai chẳng hạn, phải lấy thêm thì các bạn sẽ đè phím shift để mình chọn thêm nha, thì nó sẽ hiện ra dấu cộng như nãy là dấu trừ, đè phím shift là ra dấu cộng, thì lúc đó các bạn bôi vào trong cái phần tai này đó, ví dụ các bạn lấy cái vành tai này đi đó, thả chuột ra nó vào về lại vị trí gốc thôi, nó khá là đơn giản đúng không? Thực tế Photoshop có cái gì đâu, nó chỉ có vậy thôi, cũng chẳng có gì phức tạp. Rồi ok, kiểu vậy. Thì sau khi xong rồi, ở đây mình có thể là mình sẽ lấy cái phần cổ này luôn. Mình sẽ lấy một chút phần cổ thôi, không có lấy nhiều. Đó, một tí xíu bôi vòng ra vậy, mình lên chuột mình đè thôi. Ok không? Xong rồi nhá. Bây giờ các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn là feeder để cho cái phần viền của chúng ta nó nhẹ lại chút xíu. Ở đây các bạn có thể để là một hoặc là 2 pixel thôi là được rồi, và click ok ha. Sau đó các bạn sẽ bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím F và phím K đó, Control ha, Control J. Đè cái các bạn sẽ có một cái layer mới này ha. Có một cái layer mới, ở đây các bạn sử dụng cái công cụ Move Tool. Các bạn click ở đây, các bạn kéo qua cái phần tab bên 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 cái hình này này ha, Move Tool mà, các bạn kéo ở đưa dưới thả chuột ra. Ha, là nó sẽ hiện ra thôi. Còn không nè, thì như hồi nãy các bạn không cần Control J cũng được, mà các bạn sẽ vào Edit và chọn Copy luôn. Ha, chọn vùng xong rồi edit copy, sau các bạn qua cái hình này, các bạn vào edit và chọn paste thì nó sẽ ra. Ok chưa? Rồi ở đây nó sẽ có một cái layer là cái đầu nhé. Các bạn để ý là có một layer background, một layer cái đầu. Rồi chúng ta đưa lên. Ở đây chúng ta sẽ di chuyển, thay đổi cái vị trí chút xíu. Các bạn bấm Ctrl T hoặc là và chúng ta vào edit và chọn free transform. Đây, free transform, edit chọn free transform thì chúng ta sẽ thay đổi được vị trí, quay được cái đầu này. Đó, nó sẽ đưa vị trí. Đó, ví dụ đây đi. Rồi, chúng ta muốn lật ngang lại ha. Các bạn bấm chuột phải và chọn là flip horizontal là để lật ngang lại, lật ngang lại. Đó, horizontal là lật ngang, còn vertical là lật dọc. Đó, ví dụ kiểu thế này, kiểu vậy đó. Thì đây mình chọn horizontal là lật ngang. Đó, mình sẽ đưa vào đây.
Rồi tiếp tục chúng ta cứ đưa ra ngoài, chúng ta kéo lại sao cho các bạn cảm thấy cái vị trí này nó ok thôi. Đó kiểu thế, khá là vui đúng không? Enter. Đó rồi. vị trí này này là được á, được á. Rồi ví dụ như các bạn muốn làm cho hình nó sáng lên chút xíu, cái này các bạn muốn cho nó sáng hơn chút xíu thì các bạn sẽ chọn vào cái layer, chọn new adjustment layer và các bạn chọn là brightness and contrast ha, brightness contrast new layer này, new adjustment layer và chọn brightness contrast, hoặc là các bạn vào trong image chọn adjustment và chọn brightness contrast cũng được. Brightness ở đây là ánh sáng đó, thì các bạn click vô và chúng ta kéo sáng lên, kéo lên để tăng sáng chút xíu để cho nó đẹp đẹp là được rồi. Mình có thể tăng contrast lên chút xíu nữa. À, click OK. Đó thì chúng ta sẽ có một cái hình. Thì bây giờ các bạn chỉ việc lưu cái hình này lại thôi. Các bạn sẽ vào file chọn save as, file chọn save as. À, các bạn lưu là JPEG thôi, ví dụ mình để ở ngoài desktop đi. Đó, hình hình John Bảo Hưng kiểu vậy. Enter. Và chúng ta có một cái file file hình ở desktop hình tròn tròn khá là vui. Ở đây các bạn có thể in cái hình này ra cũng được, in nhỏ nhỏ thôi kiểu sticker. Cái kích thước những cái hình này nó cũng không lớn lắm, thì các bạn có thể in ví dụ như là 10 x 15 hoặc là 10 x 5 hay kiểu thế, thì đại khái là vậy, 6 x 10 gì đó thì nó sẽ nhỏ nhỏ thôi, các bạn có thể tặng nhau hoặc là thiết kế cái bao lì xì dán cái hình nó lên tặng riêng cho nó kiểu thế. Thì đó là cái hình cho vui thôi ha, thì đó là một cái những cái kỹ thuật khá là cơ bản trong Photoshop và mình hy vọng là các bạn thích cái video này, hãy nhấn like video này bởi vì nó sẽ ủng hộ mình khá là nhiều, mình cảm ơn các bạn về cái chuyện đó ha, và share cho bạn bè cùng biết nữa. Mình là Quang Phúc, thì hãy về Photoshop.com, bye bye.